Tập 21. Vũ Cát, Quả Quả, Quả Quả, mọi người tỉnh lại đi. Mọi nhìn Quynh đi, Quynh là Vũ Cát đây. Quả Quả, sư phụ sư mẫu là những người yêu thương muội nhất. Chẳng lẽ muội nhẫn tâm làm hại họ hay sao hả? Quả Quả, mọi mau tỉnh lại đi. Vũ Cát, Quả Quả, muội tỉnh rồi. Vũ Cát, Vũ Cát, không sao đâu. Vừa rồi có phải muội ra tay làm những việc xấu xa hại mọi người có phải vậy không? Không có, không có, muội yên tâm đi, muội không có làm gì hại người khác hết đó. Tin tưởng ta đi, có được không? Tin tưởng Vũ Cát đi mà. Vũ Cát, tình hình của ngày hôm nay ta rất rõ. Bây giờ Hoa Hoa đã bị yêu thuật của người khác khống chế, tình hình của cô ấy vẫn còn rất nguy hiểm. Ê, Vũ Cát à, con đừng đến gần cô ấy. Cô ấy tái phát sẽ rất là nguy hiểm đó. Không được, sư mẫu. Cho dù bây giờ Hoa Hoa chịu sự khống chế của ai, nhưng con tin rằng cô ấy tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện hại trời hại đất đâu mà. Vũ Cát à, bây giờ không phải lúc hành sự theo cảm xúc. Quynh hãy giao cô ấy cho chúng tôi đi. Không được, Hoa Hoa là thê tử tương lai của tôi. Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm hại mùi ấy đâu. Nếu như mùi ấy lại bị khống chế, dù các tôi nhất định sẽ bảo vệ mọi người, không để mọi người bị thương đâu. Cho dù mùi ấy muốn ra tay giết người, tôi chấp nhận để mùi ấy giết tôi đầu tiên. Vũ Cát, mùi không muốn Quynh chết. Mùi không muốn Quynh chết đâu. Hoa Hoa, mùi đừng nghĩ ngợi gì nữa. Chúng ta đã là phu thê rồi, có khó khăn gì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Vũ Cát, mùi tới rồi, mùi tới rồi, mùi tới rồi. Dừng. Tiểu thư, cuối cùng mùi tới kịp rồi. Thảo cô, đường xa như vậy sao mùi lại tới được Tây Kỳ? Tiểu thư, sư phụ của tiểu thư nói tiểu thư đang gặp tai họa. Nếu như không có người cao tay ra mặt quá giải, tính mạng của tỷ sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên Thảo cô cứ chạy liên tục. Dọc đường mùi chỉ ăn hơn 300 cái màn thầu, uống không biết bao nhiêu là nước, ướt mùi hết mấy lần, đôi giày cũng hư luôn. Dừng lại, con người của cô sao còn nói nhiều hơn cả ta vậy hả? Ta biết cô tới Tây Kỳ không dễ dàng gì ha, cho nên hãy nói vào chuyện chính đi. Chuyện chính? Hả? Chuyện chính là cái gì? Ví dụ như mục đích cô tới Tây Kỳ để làm gì, cô về để làm cái gì? Ê, có phải là cô đã có cách cứu tiểu thơ nhà cô không? Hả? Hả? Tôi cũng không biết nữa. Hả? Cô không biết lại còn nói những chuyện không đâu như vậy nữa. Đúng vậy đó, cô nói cô không biết, vậy là có ý gì? Tôi thật sự không biết gì hết. Nhưng mà sư phụ có đưa cho tôi một túi gấm, kêu tôi đưa cho tiểu thư. Những chuyện khác tôi thật sự không biết. Vậy túi gấm đâu? Nó ở đây nè. Vũ Cát, Quynh hãy mở ra xem đi. Sư phụ, người xem. Sư phụ của Hoa Hoa quả là thần cơ diệu toán. Ông ấy không chỉ nghĩ ra cách, còn để phương pháp hóa giải đặt trong túi gấm này. Vậy sư phụ à, cái viên thuốc màu hồng này có thể hóa giải được sự khống chế tâm trí của Hoa Hoa hay sao? Không được. Hả? Hoa Hoa chỉ tạm thời không bị khống chế, nhưng mà không thể hoàn toàn hóa giải được. Trời ơi, sao cũng được, thử trước đã, mau uống đi. Còn cái này,
là phương pháp phá giải địa liệt trận. Hả? Vậy thì tốt rồi, cuối cùng đã có cách phá giải địa liệt trận. Tướng công à, nhìn biểu hiện của chàng, có phải là có dự tính gì không? Không sai, ta đã nghĩ ra được một kế. Với lại kế này của ta không chỉ là phá giải địa liệt trận, còn có thể làm cho đắc kỷ những người khống chế Hoa Hoa cùng nhau đến đây. Nhưng mà kế này cần mọi người giúp sức, đặc biệt là Hoa Hoa. Nè, mọi người nghe ta nói, đến lúc đó đã rõ chưa? Rõ. Rõ. Hoa Hoa, sao ngươi lại đến đây? Không phải ta kêu ngươi ở lại Tây Kỳ tìm cơ hội giết chết Khương Tử Nha sao? Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Hả? Cái gì? Khương Tử Nha đã chết rồi sao? Lại chuyện thật sao? Khi ngươi ra tay giết chết Khương Tử Nha, còn những người khác đâu? Bọn chúng không chút đề phòng đã bị trọng thương rất nặng, không thể kháng cự. Đại tỷ, đây là thời cơ tốt nhất. Khương Tử Nha đã chết, chúng ta còn sợ những người khác sao? Đúng vậy đó đại tỷ à. Bây giờ nhân cơ hội này giết chết hết bọn chúng. Sao ta cảm thấy mọi việc lại diễn biến quá suôn sẻ vậy? À, đại tỷ, hay là bây giờ chúng ta đến đó xem thực hư thế nào đi. Được. Qua qua, lập tức dẫn ta tới Tây Kỳ. Tướng công, sao chàng lại đi như vậy? Bỏ thiếp lại một mình cô đơn yêu hoạnh như vậy. Tướng công ơi là tướng công, tướng công ơi, sao chàng lại bỏ thiếp mà đi như vậy hả? Tướng công, tướng công ơi. Tỷ tỷ, tỷ xem Hoa Hoa nói không sai, bọn chúng bây giờ đã suy yếu, không còn là đối thủ của chúng ta nữa. Đại tỷ, hôm nay chúng ta hãy tiêu diệt hết đám người này đi. Trời ơi Khương Tử Nha, cuối cùng ngươi đã không còn trên thế gian này nữa. Đắc kỷ, hôm nay thừa tướng đã bị ngươi hại chết, ngươi còn muốn gì nữa? Muốn gì hả? Ta không chỉ không buông tha Khương Tử Nha, mà từng người một ở đây ta cũng không buông tha đâu. Hãy xem Khổng Tước Thần Mộc của ta. Hãy khoan, Khổng Tước Thần Mộc chỉ nằm trong tay của ta mới phát huy được uy lực lớn nhất. Chi bằng hãy đưa nó cho ta. Được đó, được đó. Muội chưa thấy hết uy lực của Khổng Tước Thần Mộc, mau cho tụi muội mở rộng tầm mắt đi. Đúng đó đại tỷ à, cho tụi muội xem nó đi. Được, ta cũng muốn biết Khổng Tước Thần Mộc số cuộc lợi hại thế nào. Qua qua, mau giết hết bọn chúng cho chúng ta đi. Không 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 không. Hôm nay ta sẽ dùng Khổng Tước Thần Mộc đánh các người không còn manh giáp. Khổng Tước Thần Mộc. Qua qua, ta kêu ngươi giết chết bọn chúng mà. Đắc kỷ, bây giờ Hoa Hoa đã tỉnh rồi, không còn chịu sự khống chế của ngươi nữa. Ngươi, ba con yêu quái các ngươi, tướng công ta sẽ khiến cho các ngươi thành tro bụi. Xem phấn độc của ta đi. Mọi người cẩn thận. Đi, đi. Mọi người không cần đuổi theo. Nhiệm vụ trước mắt là phải nhanh chóng phá giải địa liệt trận. Tỷ
tên Khương Tử Nha thật đáng ghét, gạt chúng ta đến chỗ chết. May là đại tỷ phản ứng nhanh, nếu không chúng ta đã... Chúng ta đã quá khinh suất. Nhờ cái tiên nhân dẫn lộ, giúp ta liên lạc với thân công báo. Đại tỷ, tìm đệ có chuyện gì? Công báo, Qua Qua đã không còn bị khống chế. Ta nghĩ giờ cô ta sẽ đem Khổng Tước Thần Mộc cùng với Khương Tử Nha đi phá địa liệt trận. Ta muốn đệ mau chóng đi thông báo cho Triệu Thiên Quân, để ông ấy mở rộng địa liệt trận, tăng thêm quy lực và pháp lực cho địa liệt trận. Đại tỷ yên tâm, đệ lập tức thông báo cho Triệu Thiên Quân tăng cường pháp lực của địa liệt trận, nhất định khiến đám người Khương Tử Nha chết ở trong địa liệt trận. Tốt, đi mau đi. Dạ. Đại tỷ, nước cờ dùng Qua Qua đã thất bại rồi, vậy nước cờ kế tiếp chúng ta... Không có Qua Qua, chúng ta vẫn còn Tầm Băng. Nhưng mà Tầm Băng không muốn phục tùng chúng ta mà. Có phục tùng chúng ta hay không, đợi gặp mặt đã rồi mới biết được. Địa liệt trận của chúng ta đã mở rộng rồi. Ta nghĩ là không bao lâu nữa, dân chúng Tây Kỳ sẽ bị mất trong địa liệt trận. Điều đó đương nhiên. Tôi muốn bọn họ chết không có đất chôn. Đừng nằm mơ nữa. Triệu Thiên Quân, ta khuyên ngươi mau thu hồi địa liệt trận của ngươi lại, nếu không thì... Quan đường, không thể nào. Chỉ cần các ngươi rơi vào địa liệt trận thì sẽ không còn ai sống sót. Không sai, bọn ta đã phát huy tối đa quy lực của địa liệt trận này rồi. Lần này các ngươi đem mạng tới, không có mạng về. Xem một yêu quá các ngươi ngông cuồng kìa, chúng ta đến để tiêu diệt các ngươi đó. Lên. Qua Qua, hãy mau dùng thần mộc đi. Đúng vậy, chúng ta mau làm theo lời của thừa tướng, tập trung tất cả sức mạnh vào trong Khổng Tước Thần Mộc, cho lòng của Khổng Tước xuyên tim, phá giải địa lực trận của hắn. Còn chờ gì nữa, ra tay đi. Được. Thừa tướng, thừa tướng, thừa tướng, thành công rồi, chúng tôi đã phá giải được địa liệt trận. Tiểu thư, tiểu thư, Thảo cô, tiểu thư ơi, tỷ không sao chứ? Ta không sao. Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể quay về rồi. Hả? Sư phụ người dặn Thảo cô khi gặp được tiểu thư phải lập tức dẫn tiểu thư về Bách Lý. Nhưng mà ta vừa mới gặp lại Vũ Cát, ta không muốn nhanh như vậy đã quay về. Qua Qua, muội phải nghe lời, sức khỏe quan trọng nhất, chúng ta sau này vẫn còn nhiều cơ hội gặp nhau mà. Nhưng mà Qua Qua cô nương, cơ thể cô vẫn chưa hồi phục, ta khuyên cô hãy mau chóng trở về. Với lại ta lo lắng bây giờ phía Triều Ca có thể sẽ quay lại tấn công hai người. Đúng vậy, Qua Qua cô nương, cô cũng sắp gả tới Tây Kỳ rồi, sau này cô sẽ có nhiều thời gian, có nhiều nơi để chơi. À, đúng rồi nhị công tử, ta nghĩ sắp tới sẽ là mừng thọ của hầu gia, chúng ta có nên mời Bách Lý Hầu và Qua Qua cô nương cùng đến chỗ chúng ta để dự tiệc, đồng thời tạo điều kiện cho hai người họ có cơ hội gặp mặt nhau. Được. Được. Chuyện này
Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Thừa tướng, cha của tôi mất tích rồi. Hầu gia mất tích rồi? Ừ. Sao hả? Muốn chết sớm như vậy sao? Nếu không phải những tên lúc nãy đã làm ta no bụng thì linh hồn của ngươi đã bị ta ăn từ lâu rồi. Nếu có thể dùng tính mạng của lão phu hoán đổi tính mạng những người đó, ta thà để ngươi hãm hại ta. Ngươi đừng ở đây giả nhân giả nghĩa nữa. Loài người của các ngươi với ta có gì khác biệt? Các ngươi chẳng phải vì muốn lấp đầy bao tử mà đi giết hại những động vật khác để các ngươi ăn no sao? Chỉ là bây giờ các ngươi chính là thức ăn của ta mà thôi. Phu nhân đâu? Không lẽ nàng đã bị yêu quái khống chế rồi sao? Phu nhân, mau tỉnh lại đi. Nàng hãy mau tỉnh lại đi. Nàng đừng để bị yêu quái khống chế nữa, có được không? Ngươi đừng có nói nữa. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ linh hồn của bà ta đã bị nhốt ở đây rồi. Bà ta sẽ không nghe thấy. Nhưng mà ngươi cũng không cần sợ một mình cô độc. Mấy đứa con của ngươi xem ra mùi vị cũng rất ngon. Ta sẽ nhanh chóng bắt họ đến đây để bầu bạn với ngươi. Không, không, ngươi không được làm hại con ta. Ngươi chỉ cần trái tim lương thiện, đừng tiếp tục hại người. Sau này ngươi nhất định sẽ tu thành chính quả. Ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi hãy mau rời khỏi thân xác của phu nhân ta, có được không? Không cần phải nói nữa. Thì ra là ba người các ngươi. Ngươi yên tâm, tỷ muội chúng ta không phải đến tìm ngươi đánh nhau. Vậy các ngươi đến đây để làm gì? Hôm nay chúng ta đến là muốn hợp tác với ngươi. Ngươi yên tâm đi, chúng ta đều là đồng loại, đến đây tìm ngươi là thực tâm muốn hợp tác với ngươi, cùng nhau đối phó với đám người Khương Tử nha. Muốn tìm ta hợp tác? Các ngươi chẳng qua là muốn lợi dụng ta làm con cờ của các ngươi. Đừng nói dễ nghe như vậy. Đừng mơ mộng hão huyền. Còn ngươi, ngươi chỉ là hồ ly tinh. Ngươi nuốt ta vào bụng, còn âm mưu hút hết pháp lực của ta, ta vẫn chưa tìm ngươi tính sổ. Đó hoàn toàn chỉ là sự hiểu lầm. Với lại là ngươi tấn công bọn ta trước, còn muốn ăn cả ta và thân công báo. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mới nuốt ngươi vào bụng thôi. Người ta thường nói hồ ly là loài rất xảo quyệt. Ta làm sao biết có phải là ngươi đang có âm mưu gì hay không? À, đại tỷ, nếu như cô ta không biết tốt xấu, chi bằng chúng ta tiêu diệt cô ta đi. Đúng vậy, để tránh giống như mèo tinh trước đây bị đám người Khương Tử Nha thu phục, như vậy sẽ gây thêm phiền phức cho mình. Được, ngươi đã không hợp tác với chúng ta, vậy để ta giải quyết ngươi luôn. Vậy để xem các ngươi có bản lĩnh hay không đã. Đuổi theo. Dạ. Dạ. Hơi.
không sao chứ? Lộ Nhi, con đến thật tốt, bọn họ muốn giết mẹ. Yêu nghiệt to gan, dám tới đây làm loạn hả? Các muội phải cẩn thận, bây giờ hắn trong cơn giận dữ, sức mạnh rất lớn. Giết hắn. Được, lên. Mẹ. Mấy con yêu quái đáng chết, nếu công tử tôi đến giúp cậu. Phu nhân, bộ đứng dậy. Phu nhân, người không sao chứ? Mẹ có sao hay không? Mẹ không sao, chỉ là ba con yêu quá đó thật đáng sợ. Đá nữ hoàng kết tụ. Nhị công tử, chúng ta phải ra giúp rồi. Rồi đã thân. Đại tỷ nhất định dẫn các muội thoát khỏi đây. Yêu quái, các ngươi đừng hòng rời khỏi đây đây. Được, vậy hãy để ta phá vỡ pháp lực của đá nữ hoàng. Thánh hoàng kỳ, phá. Đá nữ hoàng cứu ta. Sư thúc, dòng sáng của chúng càng ngày càng mạnh, cứ như vậy hoài chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người cùng hợp sức đánh đi. Các người đến được đúng lúc, hôm nay hãy để ta cho tất cả các người không còn đường lui. Mọi người nghe đây, lát nữa chúng ta đứng theo kim mộc thủy hỏa thổ, năm vị trí khác nhau, trong khi ta phá vỡ dòng sáng, mọi người ở sau hỗ trợ ta. Đó, rõ, rõ. Chúng ta lên. Khoan đã, không cần đuổi theo. Thừa tướng. Mẹ, đa tạ thừa tướng ra tay tương trợ. Không cần khách sáo. Mẹ, mẹ có bị thương ở đâu không? Mẹ không sao. Mẹ, mẹ thật sự không sao chứ? Mẹ thật sự không sao, đừng lo lắng. Nhưng mà mẹ à, khi con về tới đây rõ ràng nhìn thấy yêu quái đánh trúng mẹ mà, sao mẹ lại không bị thương chứ? Hầu gia phu nhân, chắc có thể là người đã bị nội thương rồi. Ta thật sự không bị thương, may mà có Lôi Nhi đến kịp cứu ta thoát nạn. Như vậy đi, vì an toàn tôi sẽ giúp phu nhân bắt mạch. Vậy thì làm phiền thừa tướng rồi. Kỳ lạ, như lời của Lôi Chấn Tử nói, thân thể của hầu gia phu nhân là một người phàm, không thể nào một chút thương tích cũng không có. Tại sao mạch đập lại bình thường, không có một chút tổn thương nào? Trừ phi... Thừa tướng, thế nào hả? Thừa tướng, thật ra mẹ tôi có bị nội thương hay không? Có cần phải chữa trị gì không? Hai vị công tử không cần lo lắng.
Phu nhân không có thương tích gì, không cần phải điều trị đâu. Vậy thì tốt quá rồi, không chỉ hầu gia phu nhân không sao, chúng ta còn đánh thắng ba con yêu quái đó. Đúng rồi thưa tướng, lúc nãy khi chúng ta phá giải dòng lực của Đắc Kỷ dường như đã làm vỡ đá nữ hoa. Không sai, đá nữ hoa quả thực là đã bị đánh vỡ, nhưng mà bên trong đó vẫn còn pháp lực. Nếu như bị những người tà môn ngoại đạo lượm được, lại có ý định lợi dụng nó, thì hậu quả sẽ khôn lường. À, thưa tướng, vậy thì chúng ta đi tìm những mảnh vỡ về, khôi phục lại pháp lực của đá nữ hoa. À, chúng ta khoan đi tìm chúng, rất nhiều mảnh vỡ cũng không biết ở đâu. Mọi người đang đi tìm hầu gia nhưng mà vẫn chưa thấy. Ta nghĩ nhiệm vụ trước mắt là nên tìm hầu gia quay về rồi hãy tính. À, thừa tướng, hầu gia mấy ngày nãy không thấy, có phải bị bọn yêu quái lúc nãy bắt ông ấy đi rồi không? Được, để ta bối quẻ xem thế nào. Hả? À, thừa tướng, thế nào hả? Quẻ bối nói hầu gia vẫn trong phủ. Cái gì? Cha con vẫn còn ở trong phủ hả? Nhưng mà chúng con trong ngoài để tìm khắp nơi rồi, cha làm sao vẫn ở trong phủ được chứ? Đây chính là điểm kỳ lạ. Quẻ bói nói hầu gia đang ở trong phủ, nhưng mà ta không biết vị trí cụ thể hầu gia đang ở đâu. Thật ra chuyện này là như thế nào? Thưa tướng, chúng ta hãy mau đi tìm đi. Được, à, đi thôi. Đi. Nè, khoan đi đã. Mọi người đừng quá hấp tấp. Phủ hầu gia không phải rất lớn, nhiều ngày không tìm thấy hầu gia, ta nghĩ không chừng có người đang dùng yêu pháp gì đó. Cho dù chúng ta đã toàn lực tìm kiếm nhưng mà vẫn không tìm thấy. Như vậy đi, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra người đó là ai, dùng yêu pháp ở đâu. Thừa tướng, ngài nhất định phải nghĩ cách cứu hầu gia. Phu nhân, người đừng quá lo lắng, ta bấm quẻ hiện tại hầu gia vẫn an toàn, cho nên xin phu nhân cho ta thêm thời gian mấy ngày, ta sẽ cố gắng tìm ra được hầu gia. Ngọc Khánh, hai muội sao rồi? Đại tỷ, lôi chứng tử đó thật là độc ác, nếu tỷ không kịp thời ra tay, e rằng muội đã bị hắn đánh chết rồi. Chút nữa muội cũng bị đánh chết, sớm muộn có một ngày muội sẽ tìm hắn báo thù. Mối thù này nhất định phải báo. Như bây giờ hai muội đang bị thương, hay là hai muội hãy về Triệu Ca trước. Đại tỷ, tỷ không quay về cùng với muội sao? Chúng ta tổn thất rất lớn, Tầm Băng không chịu khuất phục, đá nữ qua lại bị dở, cho nên đệ tỷ muốn tìm lại những mảnh vỡ của đá nữ hoa, khôi phục lại sức mạnh của nó sao? Việc đó tỷ nhất định sẽ làm, chỉ là bây giờ việc quan trọng nhất là tiêu diệt con Tầm Băng không biết nghe lời đó. Ngay từ đầu có phải chúng ta cũng muốn để Tầm Băng ở lại Ti Kỳ gây phiền phức cho bọn chúng? Đúng vậy đó đại tỷ, bây giờ Tầm Băng đang sống trong thân xác của thái tử, người Tây Kỳ đang bảo vệ bà ta, tỷ không cần mạo hiểm trở lại đó. Bây giờ Tầm Băng không phục tùng chúng ta, lại xem chúng ta là kẻ thù. Nó đang trốn ở trong động, không ngừng hút linh hồn của loài người, chỉ sợ sau một thời gian nữa sẽ bất lợi cho chúng ta. Yên tâm đi, hai muội cứ về trước. Đại tỷ, ta tự biết cách bảo vệ cho mình, lần này ta sẽ mượn tay Khương Tử Nha trừ khử Tầm Băng không biết nghe lời đó. Đại tỷ, vậy tỷ phải cẩn thận đó. Đúng vậy đó đại tỷ, hai muội đi trước đây. Dung dĩ ta chỉ cần một mạng để trao đổi, nhưng mà ba người các ngươi lại đồng ý dâng tặng mạng sống cho ta. Ta thật không biết rốt cuộc nên chọn người nào. Ta nhớ ra rồi, Dương Thiền. Muội tỉnh lại đi Dương Thiền, hãy tỉnh lại đi mà. Chủ nhân, sao người biết cô ấy là Dương Thiền? Vào trong đào sơn, ta luôn mơ thấy một giấc mơ. Bây giờ ta mới biết đó không phải là mơ, đó là phần ký ức ta đã mất đi. Muội ấy là muội muội của ta, Dương Thiền. Hả? Chỗ như người còn có muội muội à? Dương Thiền, vị cao quay về rồi, muội tỉnh lại đi, mau cho huynh biết
nguồn gốc của mọi việc. Vì ca muốn muội nói cho huynh biết huynh phải cứu mẹ thế nào. Dương Thiền, muội tỉnh lại đi, muội tỉnh lại đi. Nhị ca trở về rồi, nhị ca đã trở về rồi. Chủ nhân, người xem, cô ấy tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi. Dương Thiền, tiểu muội, muội tỉnh rồi. Nè, tiểu muội, may là muội không sao. Được rồi, muội không cần nói, huynh đã nhớ lại rồi. Tam muội, huynh có nhà, chúng ta có mẹ, chúng ta còn có đại ca nữa. Huynh thực sự nhớ lại rồi sao? Huynh nhớ lại rồi. Đại ca của chúng ta là Dương Dao. Đúng rồi, đại ca chúng ta là Dương Dao. Tam muội, mà nói huynh biết mẹ ở đâu? Muội ở đây đợi 1000 năm rồi, chính là đợi huynh trở về cứu mẹ. Cứu mẹ? Cẩn thận! Ba con hồ ly đó tại sao lại chạy đến phủ hầu gia quấy rối hầu gia phu nhân? Hầu gia phu nhân tại sao lại trong lúc đánh nhau không chút thương tích? Lẽ nào sự mất tích của hầu gia có liên quan đến việc này? Không đúng. Nếu hầu gia phu nhân có vấn đề, vậy tại sao mình không thấy trên cơ thể bà ấy có yêu khí? Trừ phi thực sự là đắc kỷ, đã niêm ấn hầu gia ở một nơi nào đó trong phủ. Tướng công. À, chiêu đệ. Tướng công, chàng vừa phá trận về chắc là rất vất vả. Thiếp đã nấu cho chàng chén nhân sâm. Nè, mau, ngồi xuống uống đi. Vất vả cho nàng rồi. Tướng công, thời gian không còn sớm, chàng uống xong chén canh này chúng ta đi nghỉ sớm đi. Được. Để thiếp lấy nước cho chàng. Không được đến gần. Chắc kỹ, ngươi muốn làm gì? Có gì thì tìm ta, đừng hại phu nhân ta. Tướng công, muốn cứu phu nhân ngươi thì đi theo ta. Chiêu đệ, tỉnh rồi sao? Hả? Yêu quái, hôm nay ta đã thấy ngươi và đám người đắc kỷ xảy ra xung đột. Ngươi nói đi, có phải tô đắc kỷ kia giúp ngươi sống ký sinh trên cơ thể phu nhân ta không? Vậy thì đã sao, dù sao bọn chúng vẫn không thể khống chế ta. Với lại lúc nãy bọn chúng đã bị Khương Tử Nha và các con của ngươi đánh bị thương rồi. Cái gì? Thừa tướng đã về rồi. Thừa tướng? Không sai, hắn quay về rồi. Như vậy thì đã sao, hắn không chỉ không tìm thấy ngươi, với lại hắn cũng không nhận ra ta đang khống chế phu nhân của ngươi. Thừa tướng pháp thuật cao cường, khanh ấy nhất định nhận ra ngươi đang khống chế phu nhân. Pháp thuật cao cường gì chứ? Ta nói cho ngươi biết, ngươi hãy từ bỏ hy vọng đi. Ta chỉ cần ở một nơi an toàn, hút đủ linh hồn của con người sau khi luyện thành băng tàm đại pháp. Cho dù hắn biết được thân phận của ta,
cũng không thể đối phó với ta. Yêu quái ngươi, thật ra thì ngươi muốn thế nào? Không lẽ, không lẽ ngươi muốn giúp Trụ Dương làm hại bá tánh à? Ta sẽ không bao giờ giúp cho tên hôn quân đó. Ta chỉ muốn không ngừng ăn uống, không ngừng tiến hóa. Ta muốn trở thành vua của Dạng Yêu. Ngươi còn độc ác hơn cả Đắc Kỷ nữa. Được, xem như ngươi nói đúng. Tạm thời ta không giết ngươi, nhưng mà ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến người thân của ngươi, từng người dần dần rời khỏi ngươi. Ta sẽ hút hết linh hồn của bọn chúng. Ta muốn làm cho ngươi đau khổ sống không bằng chết. Đừng mà, đừng làm như vậy. Đừng làm vậy mà. Đừng mà, đừng hại người nữa. Không được, không được đâu. Đắc Kỷ, tướng công, người mau thả phu nhân ta ra. Chuyện giữa chúng ta hãy tính với nhau. Ngươi đã thương muội muội ta, phá vỡ đá nữ hoa của ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nàng có sao không? Tướng công, tôi đã thần. Tướng công, chiêu đệ, nàng không sao chứ? Có bị thương không? Không sao, không sao. Kỳ lạ, sao ở đây lại có một hang động chứ? Tướng công, thiếp thấy chỗ này thật là lạnh lẽo u ám. Để ta vào trong xem sẽ rõ. Đi theo ta, đi. Cẩn thận nghe. Tướng công, đừng sợ, không sao đâu. Không sao đâu mà. Cô ma! Chịu đi. Khương Tử Nha. Phu nhân. Khương Tử Nha, ta cuối cùng cũng bị ngươi phát hiện. Ta sẽ không tha cho ngươi. Chịu đi, cẩn thận. Quỷ. Chiêu đệ, con quỷ. Chiêu đệ, đừng gọi ta, đừng gọi ta. Ta không quen người, ta không quen người, ta không quen người. Chiêu đệ, con mở mắt ra nhìn đi. Ta là Tây Bá Hầu. Tây Bá Hầu. Hầu gia. Hầu gia, là người thật sao? Hầu gia, người không sao chứ? Ta không sao. Ta bị yêu quái dùng tơ tằm trói lại rồi. Không sao, không sao, không sao. Tôi giúp người gỡ ra, không sao, không sao. Không sao đâu ha. Nè, Hầu gia, tôi đỡ người đứng dậy. Không sao rồi. Yêu nghiệt nhà ngươi, đã quá thân thành dáng vẻ của Hầu gia phu nhân. Hãy xem ta tiêu diệt ngươi. Thừa tướng, xin hãy dừng tay. Hầu gia, người ở đây sao? Ta sao không để thần giết yêu nghiệt này? Thừa tướng à, nó không phải là yêu quái biến hóa. Nó là con tầm băng ngàn năm sống trong thân thể phu nhân ta. Nếu khanh giết nó thì không phải là đã giết phu nhân sao? Hiện giờ ta cảm thấy phu nhân có chút kỳ lạ, nhưng mà không thể nhận thấy phu nhân có bất cứ yêu khí nào. Thì ra là sống ký sinh trong thân thể phu nhân. Khương Tử Nha, bây giờ ngươi không dám ra tay có đúng vậy không? Là ta không cách nào ra tay. Tướng công, tướng công, đến chàng cũng không có cách sao? Hai người họ đã hợp thành một, cho nên ta thực sự không có cách nào ra tay. Trời ơi. Nhưng mà ta còn có cách khác. Thừa tướng, phu nhân của ta. Hầu gia đừng lo lắng, thần dùng hãnh hoàng kỳ
tạm thời trấn giữ nguyên thần của yêu quái. Như vậy hầu gia người có thể toàn lực kêu gọi nguyên thần của phu nhân ra, sau đó khống chế cơ thể của phu nhân, tiếp đó đuổi nguyên thần của yêu nghiệt ra ngoài. Hầu gia mời. Tấn công. Nhưng mà không sao đâu. Phu nhân, phu nhân, nàng có nghe thấy lời ta nói không? Phu nhân, từ khi chúng ta thành thân đến giờ đã trải qua mười mấy xuân thu rồi. Những năm qua chúng ta đã cùng trải qua sinh ly tử biệt, cùng vượt qua rất nhiều phong ba bão táp. Nàng còn nhớ không, năm đó khi đế tân giam cầm ta ở nhà lao, phu nhân nàng đã vất vả lo toan mọi việc lớn nhỏ ở Tây Kỳ. Còn nữa, Long Thần bắt ta xuống địa phủ cũng là phu nhân nàng mạo hiểm đi lấy tiên thảo. Còn đến địa phủ cứu ta trở về, nàng còn nhớ không? Phu nhân ơi, cơ xương ta không thể không có nàng được. Nếu như có thể cứu được mạng của nàng thì cơ xương này nguyện hy sinh tính mạng của mình để cứu nàng.